Nơi đây, di tích lịch sử văn hóa Ngô Quang Bích ở thôn Trình Nhất Tây, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vào năm 1905 là điểm đến của cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cùng con là Nguyễn Tất Thành gặp sĩ phu yêu nước Ngô Quang Đoàn là con của cụ Ngô Quang Bích, bàn thế sự tìm đường cứu nước. Thưa quý vị, hiện tại Duy đang đứng ở lăng mộ của lãnh tụ phong trào Cần Vương. Tên của ông được đặt cho một con phố ở Hà Nội thuộc quận Hoàn Kiếm và nhiều đường phố và trường học ở các địa phương khác như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Bình. Trước khi quý vị sắp tiếp, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Duy Hà Nội Phố xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện tại Duy đang đứng trên con đường của thôn Trình Nhất Tây thuộc xã An Ninh, thị trấn Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Và thưa quý vị, giới thiệu với quý vị và bạn, đây là di tích lịch sử quốc gia đền thờ Ngư Phong Tướng Công. Với lại thế hệ trẻ, nếu chỉ nhìn vào biển di tích này thì không biết là trong đây thờ ai. Nhưng với người dân Tiền Hải, đặc biệt là người dân ở cái xóm giếng này thì đều biết tới ông. Ông chính là Ngô Quang Bích, hay nhớ tới ông đó là Nguyễn Quang Bích. Đây là một vị thủ lĩnh của phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp. Duy mời quý vị và bạn cùng Duy về với quê hương, nơi sinh thành ra ông, cũng như là nơi yên nghỉ cuối cùng của ông. Duy mời quý vị cùng khám phá di tích nhé. Thưa quý vị, đây là lối vào chính. Trước khi vào thì chúng ta có một tấm bia, đằng sau có dòng chữ là Ngư Phong Tướng Công do giáo sư Vũ Khiêu có bái đề. Gặp khi vận nước suy vi, anh hùng một đấng nam nhi chống trời. Một đời thương nước thương nòi, một đời đánh giặc, một đời vì dân. Dân xưng bụt sống giữa trần, dân theo khởi nghĩa bao lần hiểm nguy. Ngọn cờ thẫm máu đào ghi, bình tây báo quốc quyết vì non sông. Ngày nay tổ quốc ghi công, danh nhân đất Việt thắm dòng sử ca. Bến Chài, Gò Giếng quê nhà, đền thiêng muôn thuở sáng lòa trời Nam. Thưa quý vị, ông được phong là bụt sống vì tính hiền từ, nhân hậu, giỏi giang, cũng như ông sinh vào đúng ngày Phật đản quý vị ạ. Cho nên người dân ở đây thường gọi ông là bụt sống. Bây giờ Duy mời quý vị và bạn cùng Duy chúng ta đi vào trong khu đền thờ chính của ngài nhé. Thưa quý vị, đây là cổng chính lối vào với dòng chữ đại tự bên trên kia, đó là Vạn Cổ Anh Phong. Câu đối trụ hình: Thiên Thu Bích Huyết Sơn Hà Tại, Nhất Phiến Đan Tâm Nhật Nguyệt Trường. Tạm dịch là sông núi ngàn năm dòng máu thắm, đất trời muôn thuở tấm lòng son. Câu đối trụ hai bên: Chỉ trụ Thiên Thu Tiêu Việt Quốc, danh môn Bách Thế Biểu Trình Giang. Tạm dịch là cột phụ ngàn năm yêu nước Việt, danh thơ muôn thuở dạng làng Trình. Và bên đây chúng ta thấy là có sự khác biệt đúng không ạ? Thường thường đến các nơi thờ thì chúng ta thấy có tượng ông thiện ông ác, nhưng mà riêng với đền thờ của cụ thì chúng ta thấy là có hai hình dáng mặc trang phục quân lính thời Nguyễn, và bên này là một quân sĩ đang cầm súng, còn bên này là cầm đao. Bây giờ Duy mời quý vị và bạn cùng Duy chúng ta vào bên trong nhé. Thưa quý vị, trước khi Duy làm chương trình này, Duy đã xin phép người quản lý ở đây rồi, cho nên là Duy đi rất tự nhiên cũng như là giới thiệu trực tiếp cho quý vị. Và tới đây thì chúng ta có một tấm bia đá. Ở đây thì nói về tiểu sử của cụ, rồi những chiến công của cụ. Bây giờ Duy mời quý vị và các bạn chúng ta cùng vào đền thờ chính nhé.
ngôi đền thờ chính thì ở những cột chính là những cái câu đối. Vì ngài vừa là một anh hùng yêu nước, vừa là một nhà thơ nữa quý vị ạ. Khi chúng ta vào tới đây, cái không gian đầu tiên đó là giống như là một gian trưng bày. Trong gian trưng bày thì trưng bày những hình ảnh của các vị lãnh đạo cũng như là của các cái nhà sử học đã về đây để hội thảo. Và như gia đình chia sẻ, đây là tấm ảnh là chụp cây đa. Cây đa này là ở bến sông ở gần đây, chính do cụ Ngô Quang Bích trồng để cho những người làm chài lưới là nơi trú ngụ, cũng như là giống như là một cái điểm mốc để cho mọi người biết được cái vị trí khi mà làm việc ở trên sông, trên biển. Bởi vì khu vực này ngày xưa ấy, thời đó ấy, là biệt quý vị ạ. Đây là những cái tủ sách nói về thân thế sự nghiệp cũng như là những cái vần thơ của cụ. Và thưa quý vị, đây là mũ trầu của quan lễ bộ tượng thư Ngô Quang Bích. Đây là một hiện vật hiếm nhất mà còn tồn tại đến bây giờ liên quan tới cụ. Ở đây thì chúng ta thấy là có những cái binh khí, những thanh kiếm, vũ khí của nghĩa quân Cần Vương ở căn cứ Tiên Động, hiện vật bảo tàng Vĩnh Phú tặng. Đây cũng là những cái bức ảnh của dòng họ. Duy mời quý vị cùng Duy vào bên trong gian thờ chính. Đây là gian thờ chính, thưa quý vị. Ở đây chúng ta có thể nhìn phía trong có tượng của cụ là thờ chính. Còn là hai bên, bên tả bên hữu, bên này là thờ con trai cả của cụ, đó là cụ Ngô Quang Đoan. Và bên trái là con thứ hai của cụ. Ở đây thì chúng ta thấy là có những cái bức tranh được khắc bằng gỗ là những cái vần thơ của cụ, chữ Hán Nôm và được dịch ra chữ Quốc ngữ bây giờ. Bây giờ Duy mời quý vị và bạn cùng ra phía lăng mộ của cụ nhé. Thưa quý vị, đây là không gian nơi yên nghỉ cuối cùng của cụ. Đây là lăng mộ chính của cụ. Vợ cả được an táng cùng cụ. Bên này là mộ của con trai cả cụ. Còn bên cạnh kia là mộ chung. Bà hai, bà ba, vợ của cụ Ngô Quang Bích. Dòng chữ cũng như là những cái nội dung được ghi chép trong đây là ca ngợi về công đức của cụ. Đệ nhị giáp tiến sĩ Đình Nguyên, hiệp biện đại học sĩ, lễ bộ thượng thư, hiệp thống Bắc Kỳ, quân vụ đại thần, thuần trung tướng quân bộ trí. Đây là những chức vụ mà cụ đã từng trải qua. Thưa quý vị, hình ảnh quý vị đang xem là khu lưu niệm văn thần yêu nước Ngô Quang Bích, di tích lịch sử cấp quốc gia. Được cấp vào năm 1986, Ngô Quang Bích còn có tên là Nguyễn Quang Bích, tự là Hàm Huy, hiệu Ngư Phong. Ông sinh ngày 8 tháng 4 năm Nhâm Thìn, tức ngày 7 tháng 5 năm 1832. Quê hương ông thuộc làng Trình Phố, huyện Trực Định, Phủ Kiến Sương, tỉnh Nam Định, nay là làng Trình Nhất Tây, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Theo sử sách, Nguyễn Quang Bích thuộc dòng dõi họ Ngô Vương Quyền. Tại sao ông lại mang hai họ như vậy? Theo nhà nghiên cứu, tiến sĩ Ngô Quang Nam, hậu duệ cách ông năm đời lý giải. Cụ Nguyễn Quang Bích vốn họ Ngô, dòng dõi vua Ngô Quyền và Ngô Từ, khai quốc công thần nhà Hậu Lê.
ông ngoại vua Lê Thánh Tông, nhưng cách Nguyễn Quang Bích 4 đời thì dòng họ di cư về vùng Thái Bình ngày nay, và do cụ nội đổi sang họ ngoại là họ Nguyễn để tri ân công ơn phù trợ, dưỡng dục, do vậy nên sử sách thường gọi cụ là Nguyễn Quang Bích. Đến đời con ông là Ngô Quang Đoan lấy lại họ Ngô, vì theo phong tục nếu đổi họ ngoại thì sau 5 đời được phép lấy lại họ chính. Một số giả định là cụ được ban quốc tính hay đổi họ để đi thi đều không đúng. Bên cạnh đó, xung quanh danh xưng Ngư Phong cũng ẩn chứa một câu chuyện ý nghĩa nhân văn về tấm lòng của một người con cả đời xa quê hương. Ngư Phong là một ngọn đồi ở quê hương cụ. Nó chính là Gò Chài, là nơi cửa bể. Những người dân chài đi biển về thường ngồi nghỉ ngơi và phơi trải lưới nên gọi nôm là Gò Chài. Cụ lấy danh xưng Ngư Phong là để nhớ về quê hương mà từ khi đi cụ không có dịp trở về nên lúc nào cũng nhớ quê. Thưa quý vị, ngay từ nhỏ Ngô Quang Bích nổi tiếng thông minh học giỏi nhất trong vùng. Ông là học trò của tiến sĩ Doãn Khuê. Năm 1858 ông đỗ tú tài, năm 1861 đỗ cử nhân và được bổ làm giáo thụ phủ Trường Khánh, tỉnh Ninh Bình. Và năm 1869 ông đỗ hoàng giáp và được cử làm tri phủ tại phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ngày nay, rồi làm tri phủ Diêm Khánh, tỉnh Khánh Hòa ngày nay. Ngay sau khi đỗ đạt vào năm 1869, đệ nhị giáp tiến sĩ Đình Nguyên Nguyễn Quang Bích đã có buổi lễ nhậm chức khá đặc biệt. Trong buổi lễ này, thông thường những người đỗ đạt được vua ban thưởng và tâu biểu những điều mình mong muốn sẽ được vua đáp ứng, ví như phong tước cho bố mẹ hoặc cho quê nhà. Riêng Ngô Quang Bích không xin được ban gì mà dâng chiếu biểu lên nhà vua tỏ rõ lòng trung của mình. Đại ý rằng, xin nguyện được làm con chim ưng để trừ loài ô thước, tức quạ đen. Ông ví quân Pháp xâm lược như loài ô thước và tỏ rõ tư tưởng kháng Pháp. Cũng trong chiếu biểu dâng lên vua, Ngô Quang Bích bày tỏ những kế sách dùng người và tư tưởng trọng dân, chứ không chỉ là thân dân, thương dân. Cuộc đời làm quan của ông còn trải qua các chức như án sát Sơn Tây, tế tiểu quốc tử giám Huế, án sát tỉnh Bình Định. Năm 1876, ông lại được cử kiêm thêm chức tuần phủ tỉnh Hưng Hóa thuộc vùng Phú Thọ, Yên Bái ngày nay. Ông là người cương quyết chống lại đường lối thỏa hiệp với thực dân Pháp, tức Hiệp ước Quý Mùi ngày 25 tháng 8 năm 1883 của triều đình nhà Nguyễn. Vào năm 1883, thực dân Pháp tấn công Hưng Hóa, ông đã chỉ huy binh lính giữ thành, quân thì ít, thế thì nguy. Nguyễn Quang Bích định liều chết để giữ thành, nhưng các tướng lĩnh bên cạnh đã kịp thời đưa ông lên ngựa, phá vòng vây của quân Pháp chạy về Tam Đồng, Phú Thọ ngày nay. Sau đó ông đến Cẩm Khê, thu thập quân binh tính chuyện cố thủ lâu dài. Vào năm 1885, khi vua Hàm Nghi phát động phong trào Cần Vương đã kêu gọi văn thân sĩ phu và nhân dân cả nước đứng dậy chống thực dân Pháp cứu nước. Cùng lúc đó có dụ khai phục và thăng chức cho các quan văn võ ngoài Bắc. Nguyễn Quang Bích được phong cấp Thượng thư Bộ Lễ, Xung hiệp Thống quân vụ Bắc Kỳ. Ông tập trung lực lượng, lập căn cứ mới tại vùng Nghĩa Lộ để tiếp tục lãnh đạo kháng chiến. Với uy tín của mình, ông vừa trực tiếp chỉ huy phong trào, vừa tìm cách liên hệ và phối hợp với các phong trào khác của các sĩ phu như tù trưởng như Cẩm Hánh, Bố Giáp, Cầm Văn Hoan, Cầm Văn Thanh và đông đảo người dân gồm các dân tộc Kinh, Thái, Mường, Giao, Mông, v.v. Nghĩa quân ngày càng tăng, nên quân Pháp mấy lần càn quét hai huyện Văn Bàn và Văn Chấn đầu tháng 12 năm 1886, đánh vào Đại Lịch tháng 1 năm 1887 đều bị nghĩa quân của Ngô Quang Bích phục kích đánh. Quân Pháp thiệt hại phải rút lui, bị thất bại, quân Pháp một mặt dùng quân đội đàn áp, một mặt cho tay sai là bố Chánh Ngụy tỉnh Hưng Hóa và tri phủ Ngụy Lâm Thao đến dụ dỗ nhưng Nguyễn Quang Bích đã cự tuyệt. Ngô Quang Bích không chỉ tỏ rõ thái độ kháng Pháp, ông còn là người có tài thao lược. Tài thao lược của Ngô Quang Bích được thể hiện ở hai điểm lớn, đó là theo nhà nghiên cứu Ngô Quang Nam, thứ nhất, cụ đã biết dựa vào rừng núi để thực hiện kháng chiến. Thứ hai, đã thu phục được rất nhiều tướng tài là người dân tộc thiểu số bản địa vùng Yên Bái, Sơn La như Cẩm Hánh, Bố Giáp, Cẩm Văn Hoàn, Cẩm Văn Thanh, v.v. và thu hút được nhân dân khắp các vùng đó ủng hộ phong trào kháng Pháp. Khi làm quan, Nguyễn Quang Bích luôn tỏ ra là một vị quan thanh liêm, có đức độ nên được nhân dân các địa phương rất ngưỡng mộ và thường gọi ông là Hoạt Phật, có nghĩa là Phật sống. Cùng với tài thao lược, thủ lĩnh Nguyễn Quang Bích còn là người tài giỏi thu phục nhân tâm, trong đó đã cảm hóa được một số tướng giặc khách lúc bấy giờ, mà tướng Lưu Vĩnh Phúc là một ví dụ. Lưu Vĩnh Phúc vốn là một tướng giặc khách lúc bấy giờ, là người Trung Quốc nổi tiếng hung ác, đem quân sang đánh phá vùng biên giới phía Bắc, còn gọi là giặc Cờ Đen. Ngô Quang Bích cho mời Lưu Vĩnh Phúc đến bản phủ của mình, thiết đãi tiệc rượu và dùng nhiều cách để nói chuyện.
biết được Lưu Vĩnh Phúc là học trò của Lý Phúc, một người bạn mà Ngô Quang Bích quen biết và kết thân trong những lần được giao đi sứ. Hai người có mối thâm tình. Ngô Quang Bích tặng Lý Vĩnh Phúc chiếc kiếm quý. Lưu Vĩnh Phúc được nhìn thấy vật quý của sư phụ mình, lại thêm biết nhiều hơn về Ngô Quang Bích nên đã bị thu phục. Sau này, Lưu Vĩnh Phúc còn được Ngô Quang Bích tiến cử với triều đình cho cầm quân về thành Thăng Long đánh Pháp và có thành tích tốt trong trận Cầu Giấy. Tuy phong trào kháng Pháp ở vùng Tây Bắc cuối thế kỷ thứ 19 bị giảm sút nặng nề sau cái chết của Nguyễn Quang Bích, nhưng công cuộc do ông và các cộng sự đã dày công gây dựng vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn mà còn được tiếp tục ở miền hạ lưu sông Đà cho đến những năm 1893. Dù chưa đạt được thắng lợi hoàn toàn, nhưng với tinh thần yêu nước và tài thao lược quân cơ, Nguyễn Quang Bích đã để lại những bài học quý giá cho hậu thế. Không chỉ là một vị tướng tài, ngư phòng Nguyễn Quang Bích còn sáng tác nhiều tác phẩm thơ văn có giá trị góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn thơ yêu nước thời cận đại. Những tác phẩm thơ văn của ông thể hiện tấm lòng yêu nước trọng dân. Ông có 3 tập thơ, Ngư Phong Thi Tập, tập 1, tập 2, tập 3, nhưng hiện nay ở Thư viện Hán Nôm chỉ còn lưu được tập 3. Được viết năm 1885, có hơn 100 bài thơ. Còn về văn xuôi, ông có 3 tác phẩm nổi tiếng là Văn Sách Thi Đình, thể hiện khá rõ tư tưởng của ông. Bức thư trả lời thực dân Pháp được các nhà nghiên cứu sau này đánh giá là ánh hùng văn và tác phẩm Tự Tình ông viết trước lúc mất được giáo sư Trần Huy Liệu dịch. Có thể nói ông là một con người tự khiêm. Thơ văn của ông là một tiếng lòng của một sĩ phu yêu nước, thể hiện tình cảm của mình với đồng bào dân tộc. Tiếc thay, công cuộc đang thu được một số kết quả, thì bất ngờ ông lâm bệnh nặng rồi mất tại núi Tôn Sơn thuộc xã Mộ Xuân, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Ngày rằm tháng Chạp năm Canh Dần, tức năm 1890, tưởng nhớ ông, nhân dân lập nơi thờ tự ông tại căn cứ Tiên Động, nay thuộc xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Tên của ông được đặt cho một con phố ở Hà Nội thuộc quận Hoàn Kiếm và nhiều đường phố và trường học ở các địa phương khác như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Bình, để hậu thế lưu nhớ một vị danh nhân tài ba của đất nước. Ta đã đem thần hứa quốc, đó là câu nói nổi tiếng của nhà yêu nước, nhà thơ Nguyễn Quang Bích, khi thành Hưng Hóa, nay là Phú Thọ, thất thủ. Trấn thành cuối cùng rơi vào tay thực dân Pháp những thập niên cuối cùng của thế kỷ thứ 20. Theo suốt hành trình của cuộc kháng chiến chống Pháp do Nguyễn Quang Bích lãnh đạo mới hình dung hết được cuộc đời và sự nghiệp của ông đầy bi tráng như thế nào, có thể chia làm 3 giai đoạn như sau. Giai đoạn thứ nhất, tính từ lúc ông ra đời cho đến lúc đỗ đình nguyên, nhị giáp tiến sĩ vào năm 1869. Vào năm 1858, lúc người Pháp nổ súng tấn công bán đảo Sơn Trà, cũng là lúc ông đi thi và đậu tú tài. Sau đó 3 năm, ông đỗ cử nhân, được bổ làm giáo thụ Trường Khánh thuộc Ninh Bình. Nhưng đến năm Quý Hợi năm 1863, thân phụ ông qua đời, ông về chịu tang và mở trường dạy học. Đến năm 1869, ông vào kinh ứng thí và đỗ rất cao đỉnh nguyên, nhị giáp tiến sĩ. Đỗ xong, ông được bổ ngay làm tri phủ Diêm Khánh, tức Khánh Hòa ngày nay. Điều cần nhấn mạnh ở giai đoạn này là quá trình hình thành nhân cách của ông qua việc học tập, thi cử và đỗ đạt. Bài văn Sách Thi Đình của ông là một bài văn sách khá nổi tiếng, trong đó chủ yếu ông bàn về lẽ trời và lòng người, làm sao cho trời người hòa hợp. Tuy là một bài thi, nhưng ông đã khéo bày tỏ quan điểm của mình về một nền chính trị hợp nhất nhân tâm, hợp với thiên đạo. Truyền rằng, Tự Đức đã rất khen qua cách nói với thầy ông là Doãn Khuê. Khoa này, nhờ Doãn Khanh mà chẫm được đình nguyên. Cũng tương truyền rằng, thi đình xong, ông có làm bài thơ Điếu Ngư Thành Hạ, ứng tác khi Tự Đức thử tài ông lần cuối, sai ông đề vào bức tranh vẽ trên cái điếu. Phiên âm, thiên hạ đương thời nhiễu chiến tranh, điếu ngư duy hữu độc hàn thành, trúc can địch địch quan tình trọng, hoài thủy thao thao phóng nhụy khinh, nhất ngộ hán hoàng ngư hữu thủy, tứ trinh hầu quốc hải vô kình. Ta thời điếu bãi nhân hà tại, thành hạ không cô nguyệt ánh bình. Bản dịch thơ của Vũ Đình Ngạn như sau. Thiên hạ ngày nay rối chiến tranh, buông câu duy có ở hàn thành. Tròn von cần trúc tình mang nặng, lai láng sông hoài thuyền lướt nhanh. May gặp hán hoàng cá có nước, dẹp yên hầu quốc bể không kình. Khách câu năm khác đi đâu tá, luống để thành trơ bóng nguyệt thanh. Đây là bài thơ được biết qua sưu tầm của cụ Vũ Đình Ngạn ở Thái Bình. Những bài thơ được lưu truyền rộng rãi đến mức ngoài cụ Ngạn ra cũng có khá nhiều người thuộc và chép lại. Bài thơ mượn điển Hàn Tín, Phò Hán Cao Tổ để ngầm nói lên chí khí của mình. Như vậy, ở giai đoạn này, một tư tưởng thân dân, ái quốc đã hình thành trong Nguyễn Quang Bích và ông đã có dịp thực hành nó ở các giai đoạn sau của cuộc đời. Giai đoạn tiếp theo,
có thể tính từ lúc Đỗ Đình đến lúc ông nhận chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi vào năm 1885. Ở Diên Khánh khoảng một năm, vào năm 1870, ông về kinh làm nội các thừa chỉ, đến năm 1872 làm án sát Sơn Tây. Cùng năm này, ông thu phục được Lưu Vĩnh Phúc và được triều đình chuẩn y. Lưu Vĩnh Phúc khi về già đã có những hồi tưởng rất xúc động về việc này. Năm 1875, ông được triệu về kinh một lần nữa với một trọng trách cao hơn, đó là làm tế tiểu quốc tử giám và được triều đình giao cho duyệt bộ sách Khâm Việt Sử Thông Giám Cương Mục, một bộ sử lớn của quốc sử quán nhà Nguyễn. Chỉ ở kinh trong vòng 2 năm, đến năm 1877, ông được cử làm án sát Bình Định và sau đó trở ra Bắc làm chánh sứ Sơn Phòng kiêm tuần phủ Hương Hóa. Cũng chính khoảng thời gian này, lịch sử dân tộc những năm tháng đầy biến động, Hà Nội thất thủ lần thứ hai, Tổng đốc Hoàng Diệu Tuẫn Tiết, rồi vua Tự Đức băng hà, triều đình ký hàng ước, một kết cục không thể không xảy ra. Vào năm 1884, Pháp tấn công Hương Hóa và Hương Hóa thất thủ. Nguyễn Quang Bích đã từng bàn với đại thần Tôn Thất Thuyết, sai Lưu Vĩnh Phúc đánh trận Cầu Giấy, giết Francis Garnier vào năm 1873, và cũng ở đây giết Riviere vào năm 1883, và đến thời điểm năm 1884 này thì ông trực tiếp đối mặt với kẻ thù. Nguyễn Quang Bích sai người về kinh nộp ấn, Hưng Hóa thất thủ, ông rút lên miền Thượng Du lập căn cứ kháng chiến lâu dài. Cũng từ đấy, tên tuổi của ông đi vào lịch sử dân tộc như một nhà yêu nước lớn, một nhà thơ đặc sắc. Vào năm 1885, đồng thời với việc nhận chiếu Cần Vương, ông được phong làm lễ bộ thượng thư xung hiệp Tống Bắc Kỳ quân vụ đại thần. Từ đây, ông đảm trách nhiều công việc quan trọng của toàn sứ, nhận lệnh thay mặt triều đình. Cuối năm 1885, Nguyễn Quang Bích cầm quốc thư sang Vân Nam yêu cầu nhà Thanh chi viện. Năm sau, ông lại đi một lần nữa cùng với Tôn Thất Thuyết và Chu Thiết Nhai. Về nước vào tháng 11 năm 1886, ông cho nghĩa quân xây dựng căn cứ ở Văn Chấn, Nghĩa Lộ. Pháp mở rộng càn quét và ông đã lãnh đạo quân sĩ đánh trả thắng lợi các trận ở Văn Bàn, Văn Chấn, Đại Lịch. Nhưng về thực chất, nhà Thanh đã ký hòa ước với Thiên Tân. Sự viện trợ từ Trung Quốc không còn. Ở Kinh Đô, thì triều Đồng Khánh cũng không thừa nhận phong trào Cần Vương nữa. Ôm mối cô chung, Nguyễn Quang Bích vẫn đánh giặc đến cùng. Điều này thể hiện ở thư ông trả lời dụ hàng của Pháp. Một chữ thú, từ nay xin quý quốc đừng nhắc đến nữa. Vì thế người Pháp mở những trận tấn công dồn dập, nghĩa quân đánh trả anh dũng, nhưng cứ phải lui dần, đầu tiên là về Tiên Động, cuối cùng là về Mộ Xuân, Yên Lập. Con cháu lên thăm ông nói, ta đã đem thân hứa quốc, không cần đi lại thăm nom, sau này có nhớ đến ta cứ lấy ngày mất thành Hưng Hóa mà làm dỗ. Lương thiếu quân ít, cuối năm 1889, Nguyễn Quang Bích lâm bệnh trong khi chuẩn bị một cuộc tấn công đầu năm sau. Năm 1890, Nguyễn Quang Bích qua đời, phong trào tan rã dần. Di sản của ông để lại ngoài một số bài thơ và bài văn sách thi đình, thư trả lời thư dụ hàng của người Pháp vừa kể trên, còn cả một tập thơ chữ Hán, Ngư Phong Thi Tập. Tập thơ gồm 97 bài ghi lại những suy nghĩ trăn trở, cảm xúc của ông trên đường đánh giặc. Nhớ về Nguyễn Quang Bích, ta nhớ một ông quan thanh liêm hết lòng vì dân, được dân ca ngợi là Hoạt Phật, tức Phật sống. Ta cũng nhớ về ông, một nhà yêu nước lớn, một nhà thơ đặc sắc trong dòng văn học yêu nước chống Pháp của thế kỷ thứ 19. Sau đây, Duy xin chia sẻ một số mẩu chuyện về Ngư Phong tướng công Ngô Quang Bích. Một là sự chăm học và ứng đối linh lợi. Cụ Hoàng nổi tiếng chăm học. Từ thuở niên thiếu, các bạn đồng niên về đêm chỉ học một đĩa dầu, nhưng cụ đêm nào cũng học đến 3 đĩa dầu mới chịu đi ngủ, sáng lại dậy rất sớm học thêm. Tương truyền, chiếc cột nhà cụ ngồi dựa học sau trở nên nhẵn bóng như sừng. Thầy dạy cụ thuở niên thiếu là cụ Tú Đục, Nguyễn Ôn Hòa, người làng Hành Thiện. Một hôm thầy đi vắng, có khách là cụ Tú Mền ở Hành Thiện sang chơi. Thấy cậu bé lanh lợi bèn thử tài cậu học trò của bạn mình, liền ra câu đối. Thủ hiếu đễ, thứ kiến văn, khả tư lễ giã, nghĩa là trước hiếu tuận, sau xem văn, khá biết lễ vậy. Cậu bé tức cụ Bích xin phép được đối. Gương thanh danh hiến phụ mẫu, bất diệt lạc hồ, nghĩa là nên tên tuổi rạng rỡ cha mẹ chẳng cũng vui sao. Cụ Tú Mềm trố mắt sau nói lại với cụ Tú Đục, cậu trò này hẳn sau sẽ làm nên nghiệp lớn. Một chuyện thứ hai đó là thi đỗ mà trốn không về nhà. Tương truyền lúc đi học, cụ nổi tiếng học giỏi, thông minh, chăm chỉ. Năm ấy đi thi hội cụ đỗ cử nhân. Thuộc trước đỗ cử nhân đã được trọng vọng.
ban cờ mũ nhà vua và chức tước trọng, thường bổ chức giáo thụ hoặc cao hơn có người được bổ tri huyện. Với học vị cử nhân, tức ông cống, nhiều người cũng làm liên tuần phủ, tổng đốc, cá biệt có thượng thư. Năm ấy, lệnh trên chắt về cho chức dịch địa phương phải đi đón vị cử nhân về làng. Cụ lên trường thi Nam Định xem kéo bảng. Mặc dù đỗ cử nhân nhưng lòng buồn rười rượi vì cụ tự biết học lực của mình lẽ ra phải được chọn đi thi hội. Nhưng vì thời xưa thường những sĩ tử xuất thân ở những gia đình giàu có hoặc con cái hàng viên chức quan lại triều đình bao giờ cũng được quan tâm để vào Huế thi hội và thi đình. Năm ấy khi chức dịch địa phương đi đón thì không thấy quan cử đâu. Hóa ra đêm cụ lẻn đi đò về làng rồi vào chùa Phúc Lộc, một ngôi chùa cổ ở giữa cánh đồng cuối làng chứ không về nhà đón nhận vinh hoa. Mấy năm sau cụ lại quyết định đi thi. Và kỳ đó khoa kỷ tỵ, cụ đỗ đình nguyên hoàng giáp, tức đỗ đầu khoa thi đình. Câu chuyện tiếp theo đó là ai nhắm rượu thì vào đây. Ngày trước lễ giáo rất nghiêm, em phải sợ anh một phép. Em có lỗi anh có thể nọc ra đánh roi dù em có vợ con. Cụ có người em vừa mới đỗ nhất trường, thường hay uống rượu lại bù khú chén chú chén anh với các bạn hàng xóm. Theo lệ xưa các quan trên về làng thường sức cho chánh tổng. Lý trưởng mang võng lọng ra đầu làng đón, rồi tiền hô hậu ủng rất ầm ĩ. Nhưng với cụ Hoàng thì không bao giờ thế. Một hôm cụ về thăm làng, chỉ lẳng lặng đội nón dứa, cùng một tiểu đồng ngồi đò dọc rồi đi bộ về làng. Lần ấy người em đang ngồi trong nhà say sưa uống rượu, thấy có người đội nón dứa ngoài bức mảnh liền kè nhẹ. Hắn nào ngoài kia có muốn đánh chén thì vào đây với tớ. Cụ mở mảnh sực bước vào, thấy anh về đột xuất, mình lại vô ý lỡ lời. Người em sợ không còn hồn vía, liền quỳ xuống van xin rồi tự nằm xuống xin lĩnh roi. Câu chuyện tiếp theo đó là trừng trị bọn tham quan ô lại. Khi cụ còn làm tuần phủ tỉnh Hưng Hóa có viên tri huyện Thanh Ba, kệ mình là em ruột của viên quan to trong triều nên đã ăn hối lộ của một tên nhà giàu chiếm đoạt ruộng đất của một nhà nghèo rồi xử cho y được kiện, bắt người kia tống giam. Người bị giam đệ đơn khiếu lại nên quan tuần phủ, cụ phái người về điều tra thực hư. Vụ án được đưa ra ánh sáng. Tiết Cường Hào phải trả lại ruộng cho người nông dân, hắn còn bị phạt về tội chiếm đoạt và đút tiền hối lộ. Rồi cụ cách chức viên tri huyện Thanh Ba, anh ruột viên tri huyện này là thượng thư bộ hình gửi thư cho cụ, ngỏ ý muốn vì y mà bãi việc cách chức viên tri huyện. Nhưng cụ kiên quyết không nghe và trả lời, ông và tôi là viên chức của triều đình, được đức vua giao cầm cân nảy mực, phải cho công bằng chính trực, sách có câu, quốc pháp vô thân. Tri huyện Thanh Ba ăn tiền của đút, đổi trắng thay đen, tội đã rõ ràng, nhân dân đều biết. Nếu vì ông mà tha cho y, chẳng hóa ra chúng ta đồng lõa với bọn tham nhũng mà làm bậy sao? Điều ấy tôi không thể làm được. Bây giờ dân chúng đói nghèo, tình thế rối ren, trộm cướp nổi lên khắp nơi, chiếm đoạt tài sản của dân lành. Các viên quan chỉ muốn dùng hình phạt để nghiêm trị những kẻ phạm tội hoặc bị tử hình, hoặc bị đi đày rất nặng. Cụ rất đau xót trước cảnh tượng ấy. Cụ nói, vì giặc Pháp xâm lược gây cảnh binh đao, dân ta bị đói khổ mới xảy ra làm liều, phạm tội trộm cắp. Nay muốn trừ tệ nạn ấy, điều căn bản là cần giữ vững trị an, tiễu trừ những kẻ bất lương, đầu sỏ. Dân được yên nghiệp, làm ăn tự nhiên, đời sống được ổn định. Nếu không trừ tận gốc, cứ lấy hình phạt, chém giết để trị dân, thì dân càng thêm khổ cực, chẳng khác gì lửa cháy lại đổ thêm dầu. Một mặt cụ quy định những điều khoản trong hương ước để hạn chế sự ăn uống xa hoa của bọn hương lý cường hào. Một mặt ở các điền ấp khai khẩn ruộng hoang, khuyên nhủ dân lưu vong về quê cũ, cày cấy. Nhân dân trong vùng nôn nức hưởng ứng, ngay những kẻ trước kia phạm tội lỗi, nay cũng cải tà quy chính trở lại làm ăn lương thiện. Đến khi cụ phất cờ khởi nghĩa, dân các vùng lân cận đều tham gia, người giúp tài sản, kẻ hiến mưu kế, hoặc cho con em đứng trong hàng ngũ nghệ quân. Nhiều người về sau trở thành dũng tướng, lập được nhiều chiến công. Ngay từ lúc sinh thời, dân các vùng cụ cai quản như Sơn Tây, Hưng Hóa đã gọi cụ là Hoạt Phật, tức Phật sống. Chuyện tiếp theo, Lý Phúc. Lý Phúc, người Quảng Đông, tự là Hắc Long, võ nghệ hơn người, trong đội quân của Thái Bình Thiên Quốc bị triều đình Thanh đánh dẹp, chạy sang biên giới nước ta theo Ngô Côn làm phỉ. Sau phản lại Ngô Côn, bị Côn bắt giam, Lý Phúc đã tìm cách trốn thoát được, rồi xuôi tân đệ gặp được Doãn Khuê. Được thầy Khuê trọng dụng, khi thành Nam Định bị vây hãm, Lý Phúc cùng Nguyễn Quang Hoan, tức Cử Hoan, ra sức bảo vệ thành. Khi thành bất, Quang Hoan, Lý Phúc và một số tướng khác ngược lên Hưng Hóa theo tuần phủ Quang Bích.
Trong trận chiến mở đầu máu thành Hưng Hóa, ông đã chiến đấu dũng cảm và bị thương nặng rồi hy sinh. Câu chuyện tiếp theo là con cháu đi thăm cụ tại chiến khu. Có lẽ là lần cuối cùng, khi đó ở quê Thái Bình nghe tin cụ chiến đấu trốn rừng xanh núi đỏ, vất vả lắm, nên sốt rét liên miên, con cháu bí mật tổ chức một chuyến lên thăm. Đứng đầu là cụ Ba Vị, cùng cụ Ấm Đoan, lúc này đã 17 tuổi đang theo học cụ phó bảng Trần Xuân Sắc, cùng mấy người nữa, với ý đồ sau chuyến thăm sẽ xin ở lại hẳn để trông nom hầu hạ cụ. Lúc này cụ đã chuyển về đóng đại bản doanh ở Yên Lập. Người dẫn đường là cụ Kỳ, người làng Trình Phố, đồng hương với cụ, chuyên làm liên lạc cho các cụ nên thông thạo đường đi lối lại và có nhiều mưu mẹo đánh lừa địch vì đường vào chiến khu chúng kiểm soát ngặt lắm. Khi lên đến nơi vào gặp cụ, cụ mừng lắm hỏi thăm hết từng người trong anh em bà con họ hàng. Nhưng đến khi con cháu ngỏ ý muốn xin tướng công cho ở lại để chăm sóc sớm hôm thì cụ đã khoan thai bảo: "Ta đã đem thân hứa quốc, không cần đi lại thăm nom. Sau này có nhớ đến ta cứ lấy ngày mất thành Hưng Hóa mà làm dỗ. Các con hãy về nhà chăm chỉ học hành, ngõ hầu khiến cho gia thanh nhà ta không sa sút là được rồi." Đoàn con cháu phải gạt nước mắt ra về. Đến khi cụ mất vào ngày 15 tháng Chạp năm Canh Dần, tức năm 1890, ở ngọn nguồn khe cháu núi Tôn Sơn, Châu Yên Lập, bên cạnh cụ chỉ có thủ Khoa Hoan, hành dinh phó đề đốc Vương Văn Doãn, Lãnh Vân, Đề Kiều và Đốc Ngữ cùng một số binh sĩ. Đề Kiều đứng ra làm chủ tang, 3 ngày sau Đốc Ngữ mới từ Thanh Sơn cùng một số bộ tướng đến, ông cứ ôm lấy bộ chủ tướng mà khóc. Tống Duy Tân từ Thanh Hóa không ra kịp, có gửi bài thơ khóc được đọc trong tang lễ. Và đến gần một tháng sau, con cháu ở quê mới kịp lên phần mộ. Các tướng sĩ lại tụ tập về khe cháu và tổ chức truy điệu một lần nữa. Lần này chủ tang chính là cụ Ấm Đoan, con trưởng của tướng công. Sau này là người tiếp nối sự nghiệp cứu nước của cha qua hết các chặng đường Cần Vương, Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Quang Phục Hội, v.v. Con cháu nhớ lời dặn của cụ hàng năm sau ngày giỗ ngày 15 tháng Chạp thì ngày mất thành Hưng Hóa đều có thắp hương tưởng nhớ đến cụ. Trong cái chết của cụ cũng có mấy điểm lạ đã được chép trong ngư phong tướng công hành trạng như sau. Ngày 13 tháng Chạp năm ấy, cụ đột nhiên mắc bệnh, đêm nằm không yên và mơ thấy một cụ già râu tóc bạc phơ, đạm mạo bước vào tay cầm tờ giấy có đề hai câu thơ: "Chí lý đạt quan tu tự ngộ, công danh đáo thử dục thủy thành." Nghĩa là cái lý cao nhất là nhìn thông suốt nên tự mình giác ngộ, công danh đến đây mong ai làm nên. Khi tỉnh dậy biết là một giấc chiêm bao, với hai câu như là của thần sông núi đã cho, cụ hào hứng làm cả một bài thơ mà người cháu nội sau này của cụ là Ngô Đức Tĩnh đã dịch: "Cuộc thế rằng co mãi thế sao, mơ màng chợt tỉnh mộng chiêm bao, cùng thông mọi nhẽ đều hay biết, danh vọng từ đây muốn gửi trao. Trồi biếc cây xanh xuân sáng ngợp, chuông sâu lạch thẳng nước dâng trào, ngày nay việc lớn mau chung gánh, chớ để chia lìa nghĩa kết giao." Đêm sau, cụ lại mơ thấy hàng vạn hùng binh đến và một cơn cuồng phong dữ dội. Người đứng đầu trình quốc thư, cụ đọc xong rồi để lên án sách. Khi tỉnh dậy chỉ còn nhớ được câu: "Trung hưng chi thái vận." Việc xảy ra cách ta khoảng 130 năm đã được chép từ thời đó, nay ta nghiệm lại như một điểm báo của thần sông núi rằng sự nghiệp cứu nước sẽ có người làm và đất nước rồi sẽ có vận hội trung hưng. Nay nghiệm thấy năm cụ mất là năm Canh Dần thì ngay sau đó đất nước sản sinh ra Nguyễn Sinh Cung, tức Nguyễn Tất Thành, sau là Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người lấy lại nước và nay vận nước đang trong thời kỳ trung hưng. Phải chăng là sấm ký? Chuyện cũng kỳ lạ hơn là khi cụ mất 13 năm sau, chính cụ Bảng Sắc cùng con trai là Nguyễn Tất Thành từ Nghệ An ra đã ngủ tại ngôi đền thờ cụ Bích ở Thái Bình để cùng cụ Đoan, con trai cụ Bích, mưu bàn quốc sự. Chắc hẳn cậu tráng niên 14 tuổi này thâu đêm nghe cha chú bàn việc nước, tức cụ Ngô Quang Đoan và cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Lòng yêu nước của cậu Thành được hun đúc từ những lò linh đan ấy. Đây là chuyện thực. Vì nay, trong cuốn Hồ Chí Minh của Học viện Chính trị Quốc gia xuất bản vào năm 2006, trang 29 có nhắc đến. Ngoài ra, tư liệu của Sơn Tùng, Nguyễn Công Chuẩn cũng nói đến sự kiện trên, chứ không phải thấy người sang bắt quàng làm họ. Việc nêu ra xin để nay ta thấy về một điều linh nghiệm. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên bình luận ở phía dưới để góp ý cho Duy, chia sẻ cho Duy những địa điểm, địa danh lịch sử mà quý vị muốn Duy tới trải nghiệm. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới.